thời buổi công nghệ lên ngôi, chúng ta chỉ cần ngồi nhà với chiếc máy tính smartphone có kết nối mạng thôi là có thể làm đủ thứ việc trên đời. Từ mua sắm quần áo, giày dép cho tới gọi đồ ăn. Tuy nhiên, hiện đại thì cũng hại điện, không ít lần dân mạng đã đăng đàn cảnh báo về các rủi ro có thể gặp phải vì mua hàng online. Ảnh chụp màn hình. Tuy nhiên, khi nhận được hộp kim bát thì cô gái trẻ phát quản gì cả hình thức và chất lượng thể không thể chấp nhận được. Cơm thì chỗ sống, chỗ chín, hộp lộn tùng phèo lên, cố ăn một miếng mà không ăn nổi vải nhè ra. 20k cuộn chứ không phải ít mà chất lượng thì quá chán. Hạt cơm chín, hạt sống nhìn phát sợ. Không bao giờ đạp lại. Nhưng nào đã hết, mất tiền, mất công chờ đợi mà không được ăn nên huyện Hờ đã gọi điện phản ánh với bên cửa hàng. Câu trả lời của chủ quán mới là điều khiến cô bạn tức giận hơn cả. Sau khi gọi điện cho chủ quán thì mình nhận lại một câu là, cuối ngày rồi em, chất lượng không được ngon nữa. Đạp qua nờ được chiết khấu như thế còn gì nữa. Thật sự vô cùng thất vọng với cách làm việc ở quán này luôn ấy. Không cần phải ăn thử, chỉ nhìn vào hình ảnh cũng thấy rõ được miếng kim bát có chỗ gạo nát, có chỗ gạo sống nhăn. Bài viết này chỉ sau ít giờ đăng tải đã thu hút hàng nghìn lượt tương tác. Đa phần dân mạng đều tỏ ra phẫn nộ với cách làm việc của quán, cho biết Eoi, nhìn đã không muốn ăn rồi. Chán ngán thật sự, cứ cuối ngày thì cho khách ăn đồ thừa thế à. Không hiểu nhiều cửa hàng rõ ràng làm nghề nhưng cứ như kiểu chỉ định bán một lần rồi thôi ấy. Đồ thừa, đồ sống thì bỏ đi, lại còn cố bắn tống bắn tháo để rồi bị phốt như thế này. Hộp bị lộn xộn thế có khi do shipper bị ngã cũng nên, chứ quán nào lại làm thế nhỉ? Nhưng chất lượng thì không bên nổi rồi. Ha ha, chịu quá rồi đấy. Thế cứ cuối ngày thì khách phải ăn đồ sống sượng như thế à. Chất lượng đã chán, nghe lời giải thích của chủ quán cạn lời luôn. Đây là kim bát lắc mai online xe. Ảnh chụp màn hình. Bên cạnh đó, một số người cũng nghi ngờ rằng hộp kim bát bị lộn xộn là do shipper ngã chứ quán không làm tệ tới mức như thế. Tuy nhiên, bỏ qua vấn đề hình thức xấu thì chất lượng đồ ăn và thái độ của chủ quán vẫn khiến dân mạng tức giận.